làm phim. À, bố xứ à. Họ đưa lên YouTube mà bỏ anh mở to. Tôi với họ đã bỏ lên YouTube. Mà ok coi. Ra ngoài trước rồi ông quay cái đưa lên YouTube rồi đâu. Anh ở Việt Nam nhìn thấy. Quay qua thấy mình nó ngự quá trời bự. Mày bố xứ à. Tối ngày nhậu không mà thấy mặt con. Ok. Chưa, từ từ mới quay cho mặt. Mày á. Mày á. Gì vậy? Mày phút lên. À, mà thầy một khách thôi. Nè. Mẹ chưa con mũi. Ừ quá. Chưa đặt tên. Mày nhạc coi nè. Quay chứ, hỏi vì nó bỏ vô vô. Giờ nó có cái đèn bắt hơi nhỏ. Đó, không thấy làm được hay. Nhỏ lắm, nó bỏ. Bên nó có giàu có cũng muốn ra nước ngoài.
thấy được. Xấu. Trả số cho bạn ơi. Phát ra. Này sớm chế độ mà bây giờ nha. Khá giả làm giàu chút xíu sợ. Phòng ăn đây. Nãy rồi hả? Vi quay trước rồi Vi đặt tên hả? Nè khách nè. Cái phòng ăn. Nè phòng ăn. Bên đang nấu gì ạ? Gì vậy? Giỏi lắm nó cơ ha. Nó bỏ cái kiếm đồ ăn rồi đó. Thế bây giờ là bị thế nào? Mau lớn chưa? Ơi. Bị ngó qua cười cái ơi. Đi làm gì á? Đi đến bụng mà. Thế Ngọc thấy bị chưa? Bye.